Bàn thờ gỗ không chỉ là nơi thờ phụng linh thiêng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm hồn cốt của người nghệ nhân. Bạn đã biết cách gìn giữ vẻ đẹp trường tồn của bóng Phật này. Bàn thờ gỗ không chỉ là nơi phụng thờ linh thiêng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, ghi dấu ấn thời gian và tâm huyết của nghệ nhân. Để bảo tồn vẻ đẹp và giá trị trường tồn của những báu vật này, Bửu Liên xin chia sẻ một số bí quyết chăm sóc đơn giản mà hiệu quả. Lau bụi thường xuyên, dùng khăn mềm, khô để lau bụi nhẹ nhàng trên bề mặt gỗ mỗi ngày, giúp duy trì vẻ đẹp tự nhiên của gỗ. Tránh ánh nắng trực tiếp, ánh nắng mặt trời gay gắt có thể làm phai màu và nứt nẻ gỗ, hay đặt bàn thờ ở nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Kiểm soát độ ẩm. Độ ẩm cao là kẻ thù số 1 của gỗ, dễ gây ẩm mốc và mói mọt. Sử dụng máy hút ẩm hoặc đặt túi hút ẩm trong không gian thờ cúng để giữ cho gỗ luôn khô ráo. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh. Tuyệt đối không sử dụng chất tẩy rửa mạnh để lau chùi bàn thờ, tủ gỗ, sẽ làm ảnh hưởng đến lớp bảo vệ của gỗ. Sửa chữa kịp thời. Nếu phát hiện vết nứt, trầy xước hoặc dấu hiệu mối mọt, hãy liên hệ với Bửu Liên để được tư vấn và hỗ trợ sửa chữa kịp thời. Bằng sự chăm sóc tỉ mỉ và nâng niu, quý bạn có thể lưu giữ nét đẹp trường tồn của bàn thờ gỗ để tác phẩm nghệ thuật này mãi là nơi hội tụ linh thiêng và bình an cho gia đình. Kính chúc quý bạn luôn an lạc và hạnh phúc. Di sản không gian Phật giáo Bửu Liên.